xuống bích xù bích xù bích xù bích xù. Đây, Nhung và Hữu Hìn đang ở 42 Hàng Giày, Hoàn Kiếm, Hà Nội, bích xù gần nhà bà ngoại của Hữu Hìn đó. Đồng chí Hữu Hìn đang vào gọi kem cho Nhung. Đấy, đây nhà bà ngoại ở trong ngõ này. Khu này là tuổi thơ của Hữu Hìn đây. Mặc quần siêu nhân, mặc quần siêu nhân và bắn bi dọc phố cổ. Ở đây gần chỗ ngõ Nội Miếu, phố Hàng Giày và phố Lương Ngọc Quyến. Khu phố này thì rất là rành đây. Bảo phố này là Hữu Hìn rất là rành đây. Chuyên mặc quần siêu nhân chạy khắp khu Hàng Giày. Ai đâu quá. Đúng không? Mặc quần siêu nhân chạy khắp khu Hàng Giày. Vui cười không? Đó, siêu nhân đấy, đây là siêu nhân Hữu Hìn. Siêu nhân Hữu Hìn hay còn gọi là Hữu Long Hưng. Ở đây là chỉ có một tầng thôi đúng không? Ừ. Nhưng mà hay nhất là ở đây lại cho mic mấy vị nhỉ? Xin cảm ơn. Ngon nhỉ? Wow. Cảm ơn, cảm ơn, xin cảm ơn. Đẹp thế nhỉ? Kem. Đây là cái này là kem... kem dâu tây xoài. Thế còn của Hữu Hìn là cái gì? Chân châu đường đen xoài. Chân châu đường đen xoài. Xin mời cả nhà nha. Nhung và Hưng đang ở phố Hàng Giày. Hàng Giày chứ không phải bánh giày. Giày dép. Đây phố Hàng Giày đây. Và cạnh phố Lương Ngọc Quyến. Đấy, phố cổ, khu phố cổ vào những ngày lễ có vẻ yên nắng bởi vì là mọi người đi về quê hết rồi. Những ngày lễ cứ ra phố cổ chơi đỡ đông. Đỡ đông nhỉ. Chả phải đi du lịch ở đâu cả. Cho nó xa xôi à. Rồi nó tắc đường phát ốm ra. 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 năm 2022 là ý nghĩa nhỉ. Đó. Vẫn đi về quê, vẫn đi về Hưng Yên để đón rượu ngọc xong rồi lại đưa rượu ngọc về và bây giờ vẫn được đi chơi phố cổ đây. Đó. Vẫn đi chơi phố cổ cùng với cả Hữu Hìn đây. Hai. Hôm nay Hữu Hìn đón mình từ bến xe Gia Lâm. Lâu lắm rồi mới đi xe khách ở Hưng Yên và Gia Lâm. Này, phố cổ đẹp chưa? Cổ thích thế. Dài phố cổ có khác. Chỗ nào cũng biết. Chợ gì? Chảy thì kệ, chảy thì sợ ơi. Đẹp thế nhở. Nhưng mà phố cổ mà sửa kiểu mới này nó lại không giữ được cái nét của phố cổ nhở. Ở đây đầu phố Tạ Hiện này. Đầu phố Tạ Bình Hiện là phố này, phố chuyên uống bia đấy đúng không? Lương Ngọc Quyến này. Phố này là phố Tan Tây, nhiều Tây ấy. Phố cổ Hà Nội em vẫn thấy thích hơn Hội An nhé. Bảo phố cổ Hà Nội em vẫn thấy thích hơn Hội An. Nhờ.
nó vẫn có cái gì đấy nó thoáng hơn nhá. Đây này. Tạ Hiện, đây 39 Tạ Hiện. Cốc kem. Cho nó chảy rồi mới ăn. Kia ra kia phố Hàng Bạc rồi. Thế hồi xưa là anh đi chơi thì chơi với ai? Chơi với con nhà các bác à? Hay chơi một mình? Gì? Trước của bé anh hay đi chơi với con các bác hay anh chơi một mình ở đây? Chơi đứa trẻ xung quanh thôi. À, trẻ hàng xóm hả? Đinh Liệt này. Có ai chơi chứ tầm chọn bạn. Làm gì có cái suất được chọn đúng không? Kiếm được đứa chơi cùng là tốt rồi đúng không? Đây này, cái cửa hàng cà phê, cái quán cửa hàng cà phê ban công này cũng hay. Đó. Rất hay vậy. Nó kiểu dạng tập thể cũ nhỉ. Xinh nhỉ. Hôm nào vào đấy, vào quán này ngồi. Quán sữa chua Thạch Lá Nếp kia hình như quán kia cũng nổi tiếng đấy đúng không nhỉ? Ừ. Quán Huyền Vi kìa. Quán bình thường là phải xếp hàng dài. Ừ. Đợt này nó ấy thì đỡ đông ấy. Đúng rồi, giờ đang mở buổi sáng. Ừ. Phố Tây, phố rất là nhiều Tây, khu phố cổ rất là nhiều Tây luôn. Nhưng phải công nhận là khu phố cổ Hà Nội rất là sạch sẽ. Phải không phủ nhận được điều đấy. Rất sạch sẽ luôn. Và Nhung rất là thích khám phá những cái căn nhà khu phố cổ này. Nó xinh yêu cổ kính. Yêu Hà Nội và yêu dai Hà Nội. Yêu hình nhờ. Yêu Hà Nội và yêu dai Hà Nội. Phải rằng dai Hà Nội tên là Hữu Hình. Ấy. Này người ta bảo là yêu trai Hà Nội. Trai Hà Nội hay kiểu đào hoa ấy. Đào hoa khéo mồm ấy. Nhưng mà Hữu Hình thì mình không phải thế nhỉ. Hữu Hình mình thẳng tính, chân chất, thật thà hơn cả dai quê, đúng nhở? Ừ, đấy, hồi xưa ấy là hay bị bảo là đi lên Hà Nội thì đừng yêu ra Hà Nội nhá, bọn con trai Hà Nội ấy, nó đau hoa lắm, nó khéo mồm chả mò lắm, nó hay lừa lắm ấy. Nhưng mà mình ấy không thấy thế, mình thấy chị dai này ấy còn chân chất hơn cả giai dân tộc. Chân chất hơn cả dân tộc Nùng. Xôi cốm này, yêu không này? Ôi món xôi cốm hay không nè? Ôi ngon thế. Hay nhờ? Đi. Ừ, ngon nhở. Mua để đâu đấy? À, em mua ở chỗ Hàng Giày, 42 Hàng Giày. Thì ngon thế. Ngon cực, em vừa. Trời ơi, ngon quá. Cho em 50.000 đi. Cứ để thoải mái nhá. Ôi trời ơi. Em phải bốc cả dừa cả cái này cho bạn đi thì mới ngon. Quá. Bốc cả dừa. Quá. Đấy, em bán hàng hồ thị đây chị. Thêm đấy, thêm. Thêm chưa? Thêm rồi đấy. Ôi, em
Cảm ơn. Xôi cốm, xôi cốm. Cho em 50.000 xôi cốm. Ngon thế. Phải thân thiện thế mới vui. Cốm ngon đấy. Là tính em cũng dễ gần nên là đi đâu mà người cũng quý. Đúng rồi, cứ phải thoải mái thế sướng. Lắm cô cứ dọn dọn cái cánh cốm này thì lên lên làm sao mà có cái vị gì. Ngon giỏi quá. Lên nó bị đã. Nhưng mà không màu nó không được đẹp như ở ngoài, quay qua đây là màu nó đẹp không được đẹp ở ngoài, ngoài đẹp hơn. Chắc là cái máy như vậy. Cái máy ừ, ngon ơi là ngon đấy, nhìn nhớ không? Nếu chị xuất sắc luôn đấy. Đây ạ, 50 ạ. Có lấy thìa không nhỉ? Cho em cả thìa nữa, tí đó bọn em. Chồng ơi, chồng lấy ở đây nè. Ngon lắm nhỉ. Ở trên phố cổ nó có nhiều cái món rất là hay này này. Vâng, sấy xôi cả các quả đỗ này cho. Có đây, đầy đủ chưa? Dễ thương nhỉ. Ôi trời ơi, yêu không? Cái nào cũng như với nhau hết. Đi. Ngày xưa là đúng là em cũng sợ yêu ra Hà Nội thật. Tại vì cũng nghĩ là người ta bảo thế đấy. Người ta bảo là người ta cứ bảo là đừng ở quê ra thì đừng yêu ra Hà Nội, ra Hà Nội ấy lắm thôi. Nó khéo mồm dẻo mỏ lắm thì nó lừa đấy. Sợ lắm. Thế cả hay bảo là cái gì nhỉ? Cái gì ao nhà vẫn hơn ấy. Dù trong dù đọc dù đục thì ao nhà vẫn hơn đấy, có nghĩa là yêu quê ở đâu thì yêu ở đấy ấy, cho nó an toàn ấy. Ôi em trễ rồi kìa. Ha 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 ha. Yvin cầm hộ em một tẹo rồi để em ăn nhá. Chào mừng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm và đồng hành cùng với đội nhân báo Hồ Gươm trong chương trình Đêm Hoa Trên Nước để được tình ngày hôm nay. Quý vị khán giả hãy tiến hành với những chương trình sản phẩm trên nước và toàn thể hai người tham gia để có nước nó đầy ấy nhở? Thế mà đấy. Ô anh ơi, đây cũng có Laika kìa. Ở đây cũng có Laika kìa. Chờ, đây là hồ cái gì cá mập vậy à? Cái này là cái gì? Hay bảo người ta bảo cái gì cá mập bây giờ? Cá mập á? Cái tòa nhà này này người ta hay nói là cái gì ấy, tòa nhà gì ấy. Khổ á, người ta là dân tộc Nùng, khổ lắm, người ta không biết đây là cái gì. Đây người đi qua suốt rồi mà chả để ý. Không nhớ, không nhớ. Cái gì nhỉ? Cái gì em quên mất rồi. Đây là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 tầng. Có lần em đã ngồi cà phê ở cái tầng tứ tư ở bên kia rồi. Hình như là 101 một cốc cà phê sao. Siêu siêu đắt. Nhưng mà 101 một cốc cà phê ngồi trên tầng này cũng sướng. Nhỉ.